Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi thành phố Hà Nội đưa ra cảnh báo về việc thi công ga tàu điện C9 có khả năng ảnh hưởng đến các di tích và khu danh lam thắng cảnh cấp quốc gia Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn. Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục đề nghị thành phố Hà Nội điều chỉnh hướng tuyến, vị trí nhà ga và các công trình phụ trợ để không gây ảnh hưởng bất lợi đối với các di tích, tuân thủ luật di sản văn hóa. Theo đó, với phương án thiết kế thân ga cách tháp bút 36m, đường hầm dưới lòng đất chỉ cách 1m, thì khi thi công sẽ phải đào đất, làm rào chắn, di rời toàn bộ cây xanh khu vực ven hồ. Khi công trình hoàn thành mới trả lại mặt bằng di tích, gây ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan, môi trường văn hóa và sinh thái khu vực. Bên cạnh đó, việc thi công nhà ga còn tạo rung chấn, ảnh hưởng tới nghi môn, tháp bút của đền Ngọc Sơn và đền Bà Kiệu. Đồng thời, việc thi công xây ga ngầm cạnh Hồ Gươm còn có nguy cơ tắc nghẽn giao thông ở đây khi tiếp nhận lượng hành khách lớn từ ngoài vào trung tâm. Trước đó, trong văn bản gửi các bộ ngành chính phủ, thành phố Hà Nội khẳng định vị trí ga C9 không xâm phạm khu vực bảo vệ lõi và các yếu tố cấu thành lịch sử, danh lam thắng cảnh Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn. Dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Nam Thăng Long, Trần Hưng Đạo dài 11,5 km, trong đó 9 km gầm. Tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh là 34.678 tỷ đồng. Hiện tất cả các hạng mục tuyến và ga của dự án được phê duyệt quy hoạch tổng thể mặt bằng, trừ ga ngầm C9.